Nam mô Đại từ Đại bi Tư phụ A Di Đà Phật. Kính bạch cô giáo, kính bạch tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta có buổi chia sẻ Phật pháp. Nguyên Thái xin tiếp tục chia sẻ cái đề tài là thập thiện nghiệp. Thì bữa trước là chúng ta đã học ba thiện nghiệp của thân, bốn thiện nghiệp của miệng. Bây giờ chúng ta tiếp tục học là ba thiện nghiệp của tâm. Thì ba cái thiện nghiệp của tâm ở đây tức là bao gồm là không tham lam, không sân hận và không si mê. Không tham lam ở đây tức là mình không có cái lòng tham. Tham cái gì? Thứ nhất là tham sắc. Thứ nhất là tham tài. Tham tài. Rồi tới thứ hai là tham sắc. Thứ ba là tham danh. Thứ tư là tham ăn. Thứ năm là tham ngủ, gọi là ngũ dục. Mình thường hay gọi là tham dục, tức là tham năm cái thứ dục lạc ở thế gian này. Thứ nhất là gì? Tài. Thứ hai là sắc. Thứ ba là danh. Thứ tư là ăn. Thứ năm là ngủ. Người tu chúng ta phải đừng có tham những cái thứ này. Trên kinh Đức Phật Ngài nói rằng á, tài sắc danh ăn ngủ là năm cái sức mạnh của ma. Đúng không? Cho nên chúng ta mà chỉ cần tham năm cái thứ này là chúng ta đi theo đường ma, đường tà, chứ không phải là tu theo Phật pháp. Rồi người xưa cũng nói rằng á, tài sắc danh thực thùy địa ngục ngũ điều căn. Đúng không? Tài sắc danh ăn ngủ là năm cái góc của địa ngục. Cho nên mình mà tham những thứ này thì mình sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên chúng ta muốn không bị đọa lạc thì chúng ta đừng có tham. Đặc biệt là bây giờ cái thời đại bây giờ con người chúng ta tham cái gì nặng nhất? Tham tài. Tài đây tức là tiền tài, tài sản. Đúng không? Rồi thứ hai là tới sắc, thứ ba là tới danh, thứ tư là tới tới ăn, thứ năm là tới ngủ. Đó. Cho nên người tu mình làm sao mà mình đừng có tham, sống thiểu dục tri túc. Đúng không? Người xưa nói rằng á, tri túc thì thường lạc. Đúng không? Biết đủ thì thường vui, đúng không? Thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Cái người như vậy thì người thường vui, đúng không? Còn những người khổ là tại tại vì sao? Tại vì do tham. Người mà tham thì sẽ khổ. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng á, người biết đủ dù nằm ở trên đất vẫn cảm thấy vui, còn người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý, đúng không? Mình mà không biết đủ cho dù mình có ở thiên đường, mình có giàu sang phú quý bao nhiêu nữa, mình cũng cảm thấy không vừa ý. Còn người mà biết đủ thì cho dù mình ở trên đất đi nữa, ở cái nhà nhỏ đi nữa, ở cái chòi tân đi nữa, mình cũng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy an lạc. Cho nên người tu mình làm sao mình đừng có nặng nề về tiền, mình mới tu được. Người tu, cái người mà tu đúng á, là người như thế nào? Người nghèo mà cảm thấy giàu. Không? Nghèo mà cảm thấy giàu là tức là như thế nào? Mặc dù mình nghèo nhưng mà mình cảm thấy mình rất là giàu có, tại vì mình có đạo, mình biết tu là mình là người giàu, đúng không? Còn mình giàu nhưng mà mình cảm thấy mình có gì cả. Cái này là lời của Hòa Thượng Tinh Vân Ngài nói. Nhiều người nói rằng á, lúc nhỏ là Ngài rất là nghèo, còn sau này lớn lên rồi á, Ngài có rất là nhiều chùa chiền, rất là giàu có. Nhưng mà bản thân Ngài thì Ngài nói rằng, Ngài thấy rằng lúc nhỏ mặc dù Ngài nghèo nhưng mà Ngài rất là khác người. Ngài cảm thấy Ngài rất là giàu có. Người ta cho Ngài là nghèo khổ nhưng mà Ngài cảm thấy Ngài rất là giàu có. Còn đến khi mà sau này Ngài lớn lên rồi, Ngài có rất là nhiều chùa nhưng mà Ngài cảm thấy Ngài không có gì cả. Tại vì tất cả những thứ đó đều là giả, đúng không? Cho nên mình giàu nhưng mà mình cảm thấy mình không có gì cả, tại vì những thứ đó là giả tạm. Còn mình nghèo nhưng mà mình cảm thấy mình rất là giàu, là tại vì chúng ta biết tu, chúng ta biết đạo, cái này mới là giàu có chân thật. Người xưa nói rằng á, hữu đạo thì chân phú quý, vô đức nại chỉ thân bần. Có đạo đó là phú quý chân thật, đó là giàu sang chân thật. Còn người không có đức mới là người nghèo khổ. Người không có đức cho dù là giàu nữa cũng là nghèo. Còn người có đạo nghèo mà là giàu. Tại sao như vậy? Mình có đức thì mình giàu sang phú quý được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, rồi rốt cuộc đi đâu? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có phải là nghèo tới cùng cực hay không?
Còn chúng ta có đạo, chúng ta mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, chúng ta biết tu, tương lai chúng ta vãng sanh cực lạc thì ai giàu bằng mình, đúng không? Cho nên người tu mình nó đừng có tham, đặc biệt là tiền. Quý vị để ý những cái người mà sống trong cuộc đời này mà tham là những người đó thế nào cũng gặp tai họa, thế nào cũng bị lừa, đúng không? Mới đây tin tức á, quý vị thể biết á, có một cái công ty đó họ họ kêu gọi vốn mà họ trả cho người ta tiền lãi là 50% trên một năm. Nhiều người là gửi tiền vào đó rồi bây giờ công ty không có khả năng trả, bị công an bắt. Mà bây giờ những người gửi tiền vào đó làm sao mà lấy lại được? Tiền đâu mà họ trả cho mình 50% một năm, chẳng qua là họ lừa mình mà thôi, đúng không? Cho nên mình đừng có thấy lời nhiều mà ham, là nhảy vô là thường là bị lừa hết. Cho nên người tu chúng ta muốn mà không bị lừa thì đừng có tham, đúng không? Rồi sắc cũng vậy, sắc rất là nguy hiểm, đúng không? Đức Phật ngài nói rằng á, trên thế gian này mà có một cái thứ mà mình giống như sắc nữa thì đệ tử của ta không ai giải thoát nổi. May mà có một thứ còn có người tu được, còn nếu như mà có thêm một thứ nữa thì không ai tu được hết. Nên cái sức mạnh của sắc nó rất là mạnh. Ma nó dùng tiền, dùng sắc để nó dụ mình. Đạo tràng mình nó là có chủ Lăng Nghiêm thì có thể vượt qua được những cái cám dỗ này, còn nếu như không có chủ Lăng Nghiêm chúng ta khó lắm. Ngài An Nan mà còn bị nạn ma đăng già, huống gì là chúng ta, đúng không? Cho nên chúng ta rất là may mắn, chúng ta biết tới chủ Lăng Nghiêm, đúng không? Rồi dân, đúng không? Mình sống trong cuộc đời này cũng có nhiều người cũng dân, rồi vì ăn vì ngủ nó tầm là vì năm cái thứ này mà chúng ta tạo biết bao nhiêu là nghiệp, đúng không? Cho nên người tu mình đừng có tham. Đức Phật ngài nói rằng á, nếu xa lìa tham dục thì được thành tựu năm món tự tại. Những gì là năm? Một là ba nghiệp tự tại, cả căn đầy đủ, đúng không? Nếu như mà chúng ta mà không tham á, thì chúng ta sẽ được có cái năm cái món tự tại. Thứ nhất là gì? Ba nghiệp tự tại, cả căn đầy đủ. Thứ nhất là ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta tự tại. Người mà không tham thì tự nhiên tâm tự tại an vui, đúng không? Thân cũng khổ, thân khẩu ý của chúng ta đều tự tại, đúng không? Cả căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, không thiếu sót thứ gì hết. Rồi thứ hai là của cải tự tại, tất cả oán tặc không cướp đoạt được, đúng không? Mình mà không tham thì tự nhiên là mình sẽ được của cải tự tại, mình sẽ giàu sang và chúng ta không bị oán tặc. Oán ở đây tức là kẻ oán, oán gia trái chủ, tặc ở đây tức là cướp, đúng không? Không cướp đoạt được, đúng không? Sợ gì mà chúng ta bị hại, bị lừa là tại vì do chúng ta tham. Còn mình không tham thì không ai hại được mình, không ai lừa được mình, đúng không? Của cải của mình tự tại. Cho nên mình cứ nghĩ rằng tham mới có tiền. Thực sự đó, người không tham mới là người có tiền, mới là người giàu sang. Tại vì mình tham thì mình sẽ có phước, mà có phước thì mình sẽ được giàu sang. Còn mình tham thì mình sẽ mất phước, mà mất phước thì mình sẽ khổ, mình sẽ nghèo khổ, đúng không? Cho nên cái người không tham thì của cải tự tài, tất cả oán tặc không cướp đoạt được, đúng không? Rồi thứ ba là gì? Phước đức tự tài, tùy lòng ưa muốn vật dụng có sẵn đầy đủ, đúng không? Cái người mà không tham mà người đó tự nhiên là phước đức tự tài, tùy lòng ưa muốn vật dụng có sẵn đầy đủ. Mình ưa muốn cái gì thì mình sẽ được tùy theo cái sở nguyện của mình, đúng không? Cho nên chúng ta không tham mà tự nhiên là chúng ta không thiếu thứ gì hết á. Tại vì sao? Mình không tham thì mình sẽ bố thí, mình sẽ làm lợi lạc cho chúng sanh, mình sẽ giúp người, thì tự nhiên là mình sẽ được cái phước báo, đúng không? Còn chúng ta tham thì chúng ta sẽ vì mình mà hại người, chúng ta trộm cắp, chúng ta lừa gạt, chúng ta tạo nghiệp, thì tự nhiên chúng ta sẽ gặp tai họa, đúng không? Cho nên người tu mình tham, không tham mà tự nhiên nó có, mà tham thì nó sẽ mất. Đó. Nó là như vậy đó. Cho nên quý vị biết Pháp Sư Tịnh Không á, cả đời của ngài là người ta cúng dường tiền cho ngài, ngài bố thí sạch, ngài ấn tống kinh sách này, ngài phóng sanh này, ngài giúp người này. Cho nên là ngài nói rằng á, ngài chỉ cần ngài muốn làm một cái gì đó thì tự nhiên á cái duyên nó sẽ tới. Mới nghĩ thôi, không cần phải nói nữa.
là tự nhiên cần bao nhiêu là có đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết đó. Thậm chí ngài nói rằng ngài mất một cái nón mà người ta đem tới cho ngài mấy chục cái nón, đúng không? Có thể mở một cái tiệm bán nón, đúng không? Cái mũ, đúng không? Ngài mất mà ngài ngài được như vậy, đúng không? Cho nên ngài dạy chúng ta như thế nào? Không làm các việc ác, sức khỏe bình an, làm tất cả các việc lành, vạn sự như ý, đúng không? Mình muốn mà sức khỏe bình an thì đừng có làm ác. Còn mình muốn mà vạn sự như ý, mong cầu như sở nguyện của mình thì cứ làm lành đi, làm thiện đi, giúp người đi. Làm cái gì được cho chúng sanh cứ làm đi. Mình giúp chúng sanh thì tự nhiên khi mình cần, Phật Bồ Tát sẽ gia hộ, sẽ có người giúp mình lại. Gọi là vạn sự như ý, đúng không? Cho nên là cái người mà không tham thì sẽ phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn, vật dụng có sẵn đầy đủ. Cho nên người người mà hiểu được rồi, nói với quý vị, cái người mà hiểu được Phật pháp rồi, người đó tự nhiên thích làm lành làm thiện lắm, không tham lam bọn sạn nữa, làm cái gì được cho người khác là nỗ lực mà làm hết mình. Ừ. Rồi cái điều tự tại thứ tư là gì? Vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. Ừ. Người mà không tham tự nhiên sẽ có địa vị gọi là vương vị tự tại, đúng không? Rồi đồ vật quý lạ đều được dâng hiến, đúng không? Mình mang tham tự nhiên mình giúp người, mình giúp người tự nhiên nhiều người sẽ biết ơn mình mong cầu mà tự nhiên người ta sẽ biết ơn, người ta sẽ báo ơn mình, đúng không? Cho nên quý vị thấy giống như cô giáo đó, cô đi tới đâu là đồ ăn chất từng đống, có phải không? À, tại vì sao? Tại vì cô không tham, cô làm lợi là có chúng sanh, đúng không? Cho nên người ta biết ơn cô, người ta có cái gì ngon, có gì quý, người ta đem tới, người ta tặng cho cô, có phải không? Còn bây giờ nếu như mà cô tham, cô cất, cô giữ, rồi cô không làm lợi lạc gì cho ai, thì ai mà đến với cô, đúng không? Cho nên là mình hiểu rồi, mình đừng có tham, người tu chúng ta đừng có tham, đúng không? Rồi á, cái điều tự tại thứ năm là gì? Được nhiều vật thù thắng gấp trăm lần lòng mong cầu, vì thuở xưa không bọn sạn ganh ghét, đúng không? Mình mà không tham tự nhiên là phước báo mình là lớn lắm, mình được rất là nhiều. Cho nên pháp sư Tịnh Không hay nói là xả đắc, xả thì đắc, đúng không? Cho nên chúng ta cứ bố thí đi, cứ giúp người đi, cứ làm lời lạc cho chúng sanh đi, làm được nỗ lực mà làm. Cho nên nguyên thái là thích thích nhất là làm lời lạc cho chúng sanh. Làm cái gì mà lời lạc cho chúng sanh là nguyên thái rất là hoan hỷ. Cho nên mọi người mà về chùa tu, nguyên thái nó đang có gì đem ra cho mọi người ăn đi, đừng có để lại làm chi. Mình càng cho là càng được, đúng không? Còn mình để lại là mình sẽ mất. Để lại là mình tham. Mình tham thì mình sẽ sao mất phước, đúng không? Nó không có nữa, đúng không? Cho nên làm cái gì được làm đi. Cái khóa tu vừa rồi vì biết Nguyên Thái đi phóng sanh, mới đầu là nghĩ đi mua 2 chợ thôi, từ 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 nghĩ lên 3 chợ, từ từ nghĩ lên 4 chợ, cuối cùng là cái tối mà sáng mai là đi mua cả, quyết định đi 5 chợ. Đi mua 5 chợ, cho người đi mua 4 chợ, còn bản thân Nguyên Thái đi 1 chợ nữa, mua 5 chợ. Tại vì sao? Làm lời lạc cho chúng sanh, đúng không? Mình đi 5 chợ thì nhiều chúng sanh lợi lạc hơn. Nguyên Thái nghĩ rằng á, mình tới đó mình không những mình mua những con vật ở đó, mà có những chúng sanh ở đó, rất là nhiều những chúng sanh mà bị giết ở những cái chợ đó, biết đâu họ có duyên, họ theo mình, họ về pháp hội, họ tu, họ được vãng sanh, đúng không? Cho nên Nguyên Thái đi 5 chợ, mặc dù mình mua cũng nhiều, mua 1 chợ khoảng cỡ mấy triệu thôi, tổng hết khoảng cỡ hơn 30 triệu thôi, nhưng mà Nguyên Thái muốn đi càng nhiều thì càng tốt. Tuy nhiên là mình cũng ngang đó, cái khả năng của mình ngang đó là rồi, chứ đừng có tham quá, đúng không? Cái điều kiện của mình mới đầu, Nguyên Thái đang điều kiện mình có thể mua được 2 chợ, rồi từ 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 có thêm nữa thì mình mua thêm nữa, có nữa mua nữa, thành ra mua được 5 chợ, đúng không? Cho nên mình Nguyên Thái thích là làm cái gì mà lời lạc cho chúng sanh, mình cứ nỗ lực mà làm, đừng có tham. Nguyên Thái thấy có nhiều người tu rồi mà
cứ không chịu buông xả, cứ tham đồ ăn mà cũng cứ cất, cứ thâu, cứ chi khổ vậy. Cứ cho người ta thoải mái đi, ăn uống thoải mái đi, người ta càng lợi lạc thì mình càng có lợi lạc, đúng không? Cho nên là được nhiều vật thù thắng gấp trăm lần lòng mong cầu, vì thuở xưa không bọn sẻn ganh ghét. Đó là năm món tự tài, nếu hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật đặc biệt được ba cõi thảy đều cung kính cúng dường, đúng không? Nếu như chúng ta mà đem công đức không tham này, chúng ta hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cầu thành Phật, thì sau này thành Phật sẽ được ba cõi cung kính cúng dường, đúng không? Cho nên quý vị thấy Đức Phật á, tại sao người ta quý ngài, người ta cung kính ngài, người ta cúng dường cho ngài. Bây giờ 3.000 năm rồi mà quý vị coi đi, biết bao nhiêu người cúng dường cho ngài, đúng không? Là tại sao? Là vì ngài không tham, ngài buông xả, đúng không? Còn nếu như mà ngày xưa mà ngài tham, ngài tranh giành, ngài giống như những cái vị vua khác đi chiến tranh xâm lấn đất đai người ta, thì bây giờ ai cung kính ngài, đúng không? Nhờ ngài buông xả, đúng không? Cho nên ngài xả tất cả mà ngài có tất cả, quý vị thấy không? Bây giờ khắp nơi trên thế giới chùa rất là nhiều, đúng không? Có phải là ngài buông tất cả là có tất cả không? Ngài không cần mà tự nhiên nó sẽ có, đúng không? Cho nên người tu mình làm sao mà đừng có tham. Tu mà cái lòng tham mình càng ngày càng nhẹ là mình tu đúng ở đó. Còn mình tu mà cái lòng tham của mình á, càng ngày càng tăng là mình tu sai, mình tu theo tà, theo ma. Mình tu là tu cái gì? Tu giới định tuệ để diệt trừ tham, sân, si. Cho nên Phật Pháp là gì? Phật Pháp nếu như nói một cách đơn giản là gì? Phật Pháp tức là không tham lam. Mình thường hay đọc là quy y Phật, lượng túc tôn, quy y Pháp, ly dục tôn, đúng không? Mình quay về nương tựa Pháp là gì? Là mình ly dục, tức là mình không có tham. Dục ở đây là tham dục á, đúng không? Phật Pháp tức là dạy chúng ta không tham. Vậy thôi. Mình không tham thì tự nhiên mình sẽ không sân. Không sân thì sẽ không si. Mà chúng ta không tham thì tự nhiên chúng ta sẽ có giới. Không sân thì có định, không si thì có tuệ, đúng không? Còn tại sao chúng ta phá giới? Là tại vì chúng ta tham. Tham là mới phá giới, đúng không? Do tham cho nên đi lừa gạt người ta, đi nói láo, đi trộm cắp, đi sát sân, đi tạo đủ thứ nghiệp để làm gì? Để mình mong cầu những cái tài sắc danh thực thủy, để mình đạt những người đó, mình bất chấp thủ đoạn, mình tạo biết bao nhiêu là nghiệp, đúng không? Còn nếu như chúng ta không tham nữa, không cần nữa, thì chúng ta đâu đâu có tạo nghiệp, đâu có phá giới nữa, đúng không? Cho nên là người tu chúng ta đừng có tham. Thứ hai là gì? Không sân hận. Sân hận ở đây tức là gì? Sân hận ở đây tức là nóng nảy này, bực bội này, khó chịu này, nhăn nhó này, nhăn mặt này, nhau mày này, đúng không? Đó đều là sân hận. Người tu chúng ta cũng đừng có sân, đúng không? Người xưa nói rằng á, xem đức tài nhận, xem phước tài lường, đúng không? Cái người có đức hay không thì mình coi thì cái người đó có nhận hay không. Người tu chúng ta mà nếu như chúng ta không nhận thì chúng ta không có công đức. Chúng ta có đạo có đức là chúng ta có nhận. Người nhận là người đó người có đạo có đức, đúng không? Cho nên xem đức tài nhận, đúng không? Nhận ở đây tức là gì? Nhận ở đây tức là nhận nà, nhận nhục. Nhận ở đây tức là nhận nhận chịu những cái điều mà nghịch cảnh đến với mình. Không những nghịch cảnh mà thuận cảnh. Dù như mình thấy tiền tài danh lợi mình tham, đó cũng là nhận. Mình gặp nghịch cảnh mình sân, đó là nhận, đúng không? Cho nên xem đức tài nhận, xem phước tài lường. Tức là sao? Cái người có phước báo hay không là coi thì cái người đó có tâm lượng lớn hay không. Người mà tâm lượng càng lớn thì phước báo càng lớn. Còn cái người mà tâm lượng càng nhỏ thì phước báo càng nhỏ. Cho nên xem phước tài lường. Mình muốn mình có phước báo lớn thì mình phải mở tâm lượng lớn ra. Không những thương người thân trong gia đình của mình mà thương anh em của mình, thương những người bà con của mình, thương luôn cả những người hàng xóm của mình, cho đến thương tất cả chúng sanh. Tâm lượng của chúng ta càng lớn thì phước báo của chúng ta càng lớn. Còn sức chịu đựng, sự nhẫn nhục của chúng ta càng lớn thì đức của chúng ta càng lớn, đúng không? Hay là người xưa nói rằng á,
thắng tài hòa khí, bài tài nóng tính, thần tài rộng lượng, đúng không? Cái người mà chiến thắng, người mà có thần tụ, tức là người đó tâm bình khí hòa, thì người đó làm cái gì cũng thành công hết đó. Người mà tâm bình khí hòa niệm Phật sẽ được vãng sanh, làm cái gì cũng thành tựu hết. Cho nên thắng tài hòa khí, bài tài nóng tính, người mà nóng tính người đó làm cái gì cũng thành công hết đó, làm cái gì cũng thất bại đó, tu cũng rớt. Cho nên bài tài nóng tính, đúng không? Còn thần tài rộng lượng, cái người mà tâm lượng càng lớn thì người đó thần tựu càng cao, đúng không? Cho nên là người tu chúng ta đừng có sân, đừng có bực bội, đừng có khó chịu, mình phải kiềm chế cái tâm của mình. Đức Phật ngài nói rằng á, nếu lìa sân hận được tám pháp hỷ duyệt nơi tâm, nếu như chúng ta không sân hận thì chúng ta sẽ được tám cái pháp hỷ duyệt, ở đây là tám cái niềm vui ở nơi tâm. Những gì là tám? Một, tâm không tổn nào, không? Cái người mà không sân là người đó sẽ tâm sẽ không bị tổn hại. Còn quý vị biết là cái mình sân hận đó là tâm người mình nó tiết ra chất độc, tâm mình nó sẽ rất là khó chịu, phiền não, nó tổn hại cái tâm của chúng ta. Cho nên quý vị sẽ thấy người ta thường hay nói như thế nào, tức chết đó. Người mà hay sân hận, người nội nóng, thì những người như vậy là những người sống có thọ. Quý vị để ý đi, thế gian ấy, cái người mà từ bi, cái người mà nhân từ thì những người đã sống thọ. Còn những người mà sân hận hay nội nóng, người đó thường chết yểu, hay là người ta nói dần dần là tím gan, đúng không? Khi mình sân hận thì nó sẽ đốt gan, tại vì gan nó là mộc, sân hận là lửa, lửa nó sẽ đốt cháy, mộc ở đây tức là gỗ, đúng không? Cho nên khi mình sân hận thì gan của mình sẽ bị tổn hại, dần tím gan. Cho nên người sân hận, người mà nóng nảy, người đó rất là dễ bị bệnh gan, dễ bị ung thư gan, người đó chết yểu, đúng không? Cho nên người tu mình đừng có sân sân hận á, khi chúng ta nổi nóng lên là cái tâm của chúng ta bị tổn hại, cái thân của chúng ta cũng bị tổn hại, trong người chúng ta tiết ra chất độc. Cho nên ngày xưa mà có một cái bà mẹ, bà có con nhỏ mới sinh con, và bà với người chồng gây nhau, hai vợ chồng gây nhau, bà nổi nóng sân hận cãi nhau với chồng, sau đó cho con bú, đứa con lập tức bị chết. Người ta không hiểu nguyên nhân tại sao. Đến khi mà đưa tới bệnh viện thì bác sĩ nói rằng đứa bé này bị trúng độc. Tại sao bị trúng độc? Trong sữa nó có độc. Khi sân hận thì tự nhiên trong người mình nó sẽ có chất độc. Chất độc nó tiết ra nơi sữa, đứa bé này uống vô lập tức bị trúng độc mà chết. Vì thế, cho nên khi chúng ta sân hận đó là trong người chúng ta nó sẽ tiết ra chất độc, làm cho thân thể của chúng ta mệt mỏi, dễ sân bệnh. Cho nên người tu mình đừng có sân hận, đúng không? Cho nên người sân hận thì tâm không tổn nào. Thứ hai là tâm không sân hận, đúng không? Mình không sân thì cái tâm của mình nó sẽ không nổi nóng, đúng không? Thứ ba là tâm không tranh tụng, đúng không? Cái người mà còn sân là người đó hay tranh luận, hay biện luận. Còn tranh cãi tức là người đó còn sân, đúng không? Còn những người mà không sân thì họ sẽ không tranh cãi nữa. Cho nên cư sĩ Lưu Tổ Vân đó, là cái vị đệ tử của Pháp Sư Tịnh Không, mà Pháp Sư Tịnh Không hay tán thán đó, bà này tu giỏi cho nên Pháp Sư Tịnh Không hay tán thán đó, thì bà nói rằng là bà có bốn cái không. Thứ nhất là gì? Không tranh luận. Thứ hai là không biện luận. Thứ ba là không thảo luận. Thứ tư là không bình luận, đúng không? Mình tu làm sao mà mình được như vậy là mình sẽ có thành tựu. Thứ nhất là không tranh luận, không cãi với ai hết đó. Thứ hai là không gì, không biện luận. Cho dù người ta có nói gì mình đi nữa, mình cũng cần phải biện luận làm gì. Giống như trong 10 điều tâm niệm nói đó, oan ức không cần bày tỏ. Nói oan đi nữa mình cũng cần phải bày tỏ làm gì, bày tỏ làm gì, đúng không? Mình cứ lo tu đi, từ từ người ta sẽ hiểu, không cần phải bày tỏ, không cần phải thân minh thân nga gì hết á. Mình cứ lo niệm Phật đi, đúng không? Không cần phải bày tỏ, tôi không có như vậy, không có như kia, rồi làm gì mất công. Chúng ta còn tranh luận, còn biện luận, tức là chúng ta vẫn còn sân, đúng không? Đó là cái sân vi tế mà chúng ta không nhận ra, đúng không? Rồi không bình luận, cũng cần phải bình luận chuyện của ai hết á. Chuyện của ai mặc kệ họ, mình cứ việc của mình là lo tu, lo việc của mình, còn cái việc thế gian mặc kệ họ đi. Cho nên không bình luận, cũng không thảo luận, đúng không?
Cho nên người tu mình làm sao mình làm được bốn cái không này, là chúng ta tu thành công, đúng không? Mình hãy thấy ví dụ như có nhiều người, ví dụ như có khi mình hay tranh cãi, thậm chí đối với những anh chị em thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà chúng ta tranh cãi với họ chúng ta cũng thất bại nữa. Mình tranh cãi với họ tức là họ sẽ sân hận với mình, mà sân hận thì mình sẽ không thể nào hóa giải được hết đó. Cho nên ví dụ như họ có làm gì mình đi nữa, mình cũng đừng có sân hận, đừng có tranh cãi gì hết á. Mình cứ nhận lỗi về mình đi, mình lo sửa đi, mình im lặng đi, không cần phải tranh cãi với họ, tự nhiên họ sẽ tha thứ cho mình, đúng không? Còn bây giờ chúng ta tranh cãi, chúng ta đã làm tổn hại họ rồi, bây giờ chúng ta còn cãi tay đôi với họ nữa thì làm sao mà họ họ tha thứ cho mình đấy, đúng không? Hay là chúng ta tu của mày, vì chúng cô giáo nhắc nhở mình cứ tiếp nhận đi, quay lại mình đi, đừng có tranh cãi gì hết á. Chúng ta mà tranh cãi thì chúng ta sẽ mất phước, chúng ta sẽ rất là dễ rời đạo tràng. Thế nên ở chùa Nguyên Thái vậy, những người nào mà Nguyên Thái nhắc nhở mà họ tranh cãi thì thời gian ra họ đi à? Nói mà cãi thì trước sau gì cũng đi thôi. Tại sao? Tại vì mình đã ở đây mình tu thì người ta nói mình phải nghe, đúng không? Còn nếu như mình mà có cái tâm nghe lời, không biết nghe lời, không có cái tâm cung kính thì chúng ta hết phước, chúng ta hết duyên ở đây, đúng không? Cho nên chúng ta tu là chúng ta tìm cái người nào mà chúng ta cung kính nhất, chúng ta theo họ chúng ta tu thì chúng ta mới có thành tựu. Còn chúng ta không có tâm cung kính mà chúng ta có tu nữa, chúng ta cũng tạo thêm nghiệp thôi, không có phước. Cho nên mình phải có tâm cung kính, mình tu, mình theo ai mình tu, mình phải cung kính họ, coi họ là giống như là Phật Bồ Tát thì chúng ta mới có thành tựu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tranh cãi. Tranh cãi là người không có trí tuệ. Cho nên trước đây Nguyên Thái cũng hay cãi lắm, nói cái gì cũng hay cãi lắm. Nhưng mà bây giờ Nguyên Thái rút kinh nghiệm rồi. Trước đây Nguyên Thái cũng hay trả theo cô giáo lắm. Nhưng cô giáo nói cái gì đó Nguyên Thái có khi cũng trả theo lại, nhưng bây giờ cô giáo nói chi thôi Nguyên Thái dạ. Cô giáo nhắc nhở mình là có lý do. Tại sao không nhắc nhở ai mà nhắc nhở mình, đúng không? Mình có sai thì cô giáo mà nhắc nhở, mình hãy nhìn lại mình đi, có thể mình có sai cái gì không, mình sửa đi. Chứ mình tranh cãi rồi được cái gì đâu, đúng không? Cho nên bây giờ là Nguyên Thái là không có trả treo gì này hết á. À, bây giờ nói sao là Nguyên Thái nhìn lại mình, quay lại mình. À, già già một già hai già ba già bốn già chỉ biết già thôi, còn ngoài ra đừng có nói thêm gì nữa hết á. Đừng cần phải biện luận như thế này, biện luận như thế này thế kia làm chi, đúng không? Biện luận là mình vẫn còn sân. Cho nên ngài rõ ràng ngài nói đấy, cái người mà xa lìa sân hận thì tâm sẽ không tranh tụng, đúng không? Không tranh cãi, không tranh luận, đúng không? Không biện luận, đúng không? Rồi cái điều thứ tư là gì? Tâm nhu hòa ngay thật. Cái người mà không sân hận là người đó tâm sẽ nhu hòa ngay thật, đúng không? Nhu hòa đây tức là cái tâm nhẹ nhàng thoải mái, đúng không? Ngay thật đây tức là cái tâm chân thật, cái tâm ngay thẳng, đúng không? Rồi cái điều thứ năm là gì? Được lòng từ của bậc thánh. Người mà không sân hận thì người đó sẽ có tâm từ bi của bậc thánh, cho nên được lòng từ của bậc thánh, đúng không? Rồi cái điều thứ sáu là gì? Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Mình người mà không sân hận á thì người đó sẽ có tâm từ bi, mà tâm từ bi tự nhiên mình sẽ thích làm lợi lạc cho chúng sanh, đúng không? Rồi cái điều thứ bảy là gì? Thân tướng đoan nghiêm, chúng đều tôn kính, đúng không? Cái người mà không sân hận á thì người đó sẽ cái tướng mạo đoan nghiêm, cho nên quý vị mà không sân hận á tự nhiên là cái tướng quý vị sẽ đẹp. Còn cái người sân hận là cái người cái tướng nó xấu, đúng không? Quý vị coi đi, những cái ngục tốt ở trong địa ngục, những chúng sanh ở trong địa ngục họ sân hận, quý vị coi đi tướng họ như thế nào. Cho nên mỗi khi chúng ta sân, chúng ta nhìn vô gương nhìn coi thì cái tướng mình còn sao, có phải không? Có phải là sân hận là giống như mặt thì đỏ, có phải không? Có giờ giống như ngục tốt không, đúng không? Giống như diêm vương đỏ tím, đúng không? Đó là người đó, như là người sân hận, đúng không? Đương nhiên là diêm vương ngài sân hận nhưng mà vì chúng sanh, ngài có thể là Bồ Tát thì hiện, chứ không phải ngài sân hận thiệt, đúng không? Còn chúng ta mà sân hận là chúng ta giống như ngục tốt vậy đó. Cho nên cái tướng nó rất là xấu. Còn mình mắng sân hận á, quý vị coi cái người tướng mà họ trang nghiêm là người, những người như vậy đó, họ nhân từ, họ từ bi, họ không sân hận,
họ lúc nào cũng cười, cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ, cho dù người ta có chửi, có mắng, có hại họ nữa, họ cũng không sân hận. Còn nếu như chúng ta sân hận là tự nhiên cái tướng của chúng ta nó sẽ thay đổi liền, tướng là xấu liền, đúng không? Cho nên là thân tướng đoan nghiêm, chúng đều tôn kính. Mình sân hận thì mọi người tôn kính mình. Rồi thứ điều cuối cùng là do hòa nhận mau sân về cõi phàm thiên, đúng không? Cái người mà nhận được thì người đó sẽ được sân về cõi trời phàm phàm thiên, đúng không? Đó là tám pháp hỷ duyệt nơi tâm. Nếu ai hướng về đà vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Người mà không sân hận á, nếu như mà niệm Phật cầu sanh cực lạc thì sẽ được vãng sanh cực lạc, cầu thành Phật thì được sẽ thành Phật, và khi mà thành Phật thì sẽ được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Cho nên quý vị thấy hình tượng của Phật á, nhìn mình nhìn ngài mình cũng có chán, tại vì cái tâm của ngài không có sân hận, đúng không? Cho nên ngài An Nan á, tại sao ngài đi tu? Tại vì ngài thấy Phật tướng mạo đẹp quá, ngài ngưỡng mộ cái tướng của Phật mà ngài đi tu, đúng không? Mà tại sao Phật có cái tướng đẹp như vậy, còn chúng ta không có tướng đẹp giống như Phật? Là tại vì Phật không sân hận, Phật có từ bi, còn chúng ta nổi nóng nổi sân, cho nên cái tướng của chúng ta là tướng như vậy, tướng phàm phu, đúng không? Ai nhìn cũng ghét, đúng không? Còn cái người mà không sân hận, người ta nhìn vô người ta cảm thấy nhìn không có chán. Giống như Phật Bồ Tát đó, mình mà gặp được các ngài rồi là mình có thể là mình nhìn ngài mà nhìn gọi là nhìn không chớp mắt, đúng không? Không có chán, đúng không? Thì đó chính là những cái lợi ích của không sân hận. Rồi cái điều thứ ba là gì? Không si mê. Si mê ở đây tức là gì? Cũng là gì? Gọi là tà kiến, thấy sai. Không si mê ở đây tức là gì? Dù như mình tin nhân quả này là mình si mê này. Người không tin nhân quả là si mê. Người không tin có sanh tử luân hồi là người si mê. Cho dù người đó có học cao, học giỏi, học tiến sĩ đến chi đi nữa, học rộng hiểu nhiều bao nhiêu nữa, nhưng mà nếu như không tin nhân quả thì người đó là người ngu si. Tại vì họ không tin nhân quả thì họ sao? Họ học càng giỏi thì họ càng tạo nghiệp. Họ không tin nhân quả cho nên họ làm ác, đúng không? Rồi họ không tin sanh tử luân hồi, họ cho rằng chết là hết, thì họ sẽ tạo biết bao nhiêu là nghiệp, tương lai họ đi đâu? Đọa lạc, vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có phải là người như vậy là ngu si hay không? Đúng không? Cho nên á, mình muốn mình không ngu si. Người có trí tuệ là người tin nhân quả, tại vì nhân quả là thật. Nhân quả đó chính là cán cân công lý của vũ trụ. Chúng ta gieo nhân nào chúng ta gặp quả đó. Mình thương người thì người ta thương mình lại, có phải không? Mình ghét người thì người ghét mình, đúng không? Mình hại người thì người hại mình, có phải là nhân quả hay không? Rõ ràng là nhân quả. Rồi chúng ta thấy giữa cuộc đời này đi, tại sao có người đẹp, có người xấu, có người cao, có người thấp, có người trắng, có người đen, có người giàu, có người nghèo, có người giỏi, có người không có giỏi, đúng không? Có người sướng, có người khổ, có người thì sinh ra thì lại tay chân đầy đủ, có người thì sinh ra thì lại tay chân không được đầy đủ, có người khỏe mạnh, có người thì bệnh tật. Tại sao như vậy? Tất cả đều là nhân quả. Nếu như mà không có nhân quả thì mọi người đều giống như nhau hết á, đúng không? Rồi á, sanh tử luân hồi là có thật, chết mà hết làm gì có chuyện đó, chết mà hết thì chúng ta kỳ dỗ làm gì, đúng không? Chết mà hết thì là tại sao chúng ta sợ ma, đúng không? Chết mà hết thì tại sao chúng ta sợ chết, đúng không? Cho nên chết là tiếp tục đi vào sanh tử luân hồi nữa. Nếu như chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chúng ta về cực lạc, còn không thì chúng ta sẽ đi vào sanh tử luân hồi tùy theo nghiệp của mình. Nghiệp ác nhiều thì chúng ta đi vào ba đường ác, nghiệp thiện nhiều thì chúng ta đi vào ba đường thiện, đúng không? Rồi chúng ta phải tin vào Phật pháp. Phật pháp là trí tuệ, Phật pháp là ánh sáng của chúng sanh, Phật pháp là con đường giải thoát, là con đường giác ngộ, là đạo từ bi, là đạo trí tuệ. Cho nên chúng ta không tin Phật pháp, chúng ta cũng là người kẻ ngu si. Đức Phật ngài nói rằng á, nếu xa lìa tà kiến thì sẽ được thành tựu 10 pháp công đức. Tà kiến ấy tức là ngu si, tà kiến tức là thấy sai, mà thấy sai tức là ngu si rồi. Còn cái người mà có trí tuệ là người thấy đúng, đúng không?
Cho nên cái người mà xa lìa tà kiến sẽ được thành tựu 10 pháp công đức. Những gì là 10? Thứ nhất là được ý vui chân thiện, bàn hữu chân thiện, đúng không? Cái người mà xa lìa ngu si, xa lìa tà kiến thì người đó tâm sẽ vui, gọi là được ý vui chân thiện, bàn hữu chân thiện. Mình sẽ gặp được những người bạn bạn thiện, bạn lành, gặp được thiền hữu trí thức, đúng không? Tại vì mình thấy đúng, mình có trí tuệ thì mình sẽ gặp những người có trí tuệ, mình sẽ gặp được những thiền hữu trí thức, mình gặp được những người người thiền, người lành, đúng không? Rồi cái điều thứ hai là gì? Tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng còn không làm ác. Cái người mà không tà kiến, không ngu si thì người đó tin sâu nhân quả. Mà đã tin sâu nhân quả rồi thì cho dù có bỏ thân mạng đi nữa cũng không làm ác. Ví dụ như chúng ta ăn chay mà bây giờ mà bị bệnh, bác sĩ kêu đừng có ăn chay nữa, chúng ta thà chết còn không ăn mặn trở lại. Tại vì sao? Tại vì chúng ta tin nhân quả. Mình ăn chay chắc chắn mình sẽ được lợi ích, còn mình ăn thịt chắc chắn mình sẽ gặp tổn hại. Cho dù mình có chết đi nữa, nhưng mà cái người ăn chay, mình chết mình được về cực lạc, mình về cõi lần, đúng không? Còn á, chúng ta ăn mặn, chúng ta sống đi nữa, nhưng mà chúng ta sống rồi rồi sau này chúng ta cũng chết, nhưng mà chúng ta chết chúng ta đi đâu? Đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên chúng ta phải thấy rõ ràng, phải thấy nhân quả rõ ràng. Cho nên ngày xưa có hai cái vị tăng đó đi tới gặp Đức Phật, thì đi ngang cái sa mạc, hai vị đều rất là khát nước, và hai vị thấy một có một cái hồ mà trong đó có rất là nhiều cái con trùng nhỏ. Thì một vị nghĩ rằng á, mình sẽ uống cái nước này, cho dù trong đây có trùng mình uống để mình tiếp tục hành trình gặp Đức Phật. Còn một vị á, nghĩ rằng á, thà mình giữ giới mà mất mạng còn hơn phá giới mà được sống. Thì cái vị mà không uống nước, giữ giới, không chịu uống nước tại vì sợ tổn hại chúng sanh thì vì đó chết. Còn cái vị mà uống nước rồi tiếp tục hành trình đi gặp Đức Phật thì cái vị này tới gặp Đức Phật, một thời gian sau cũng gặp được Đức Phật. Và vị này nói rằng là dạ con đi với thêm một người nữa, nhưng mà người bạn của con á, sợ sát sanh cho nên không chịu uống nước. Bây giờ người bạn con chết rồi, con may mắn con uống cái nước đó, bây giờ con mới gặp được Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nói rằng á, người bạn của ông đã gặp ta từ lâu rồi, bây giờ ông mới gặp ta, đúng không? Tại vì cái người là chết rồi, cái thần thức tới gặp Đức Phật, đúng không? Cho nên cái người này á, mặc dù họ chết nhưng mà họ đã gặp được Phật từ lâu rồi, đúng không? Còn cái người này phá giới uống nước có trùng phá giới cũng gặp Đức Phật, nhưng mà chậm hơn cái người giữ giới mà gặp Đức Phật, đúng không? Nên như chúng ta muốn gặp Phật, chúng ta có cái tâm gặp Phật, chúng ta cũng được gặp Phật, nhưng mà chúng ta sẽ bị chướng ngại, đúng không? Ví dụ như mình cũng tu nhưng mà mình phá giới thì mình có thể là mình sẽ đọa lạc, nhưng mà mình có tâm tu thì trước sau gì mình cũng được thành tựu, nhưng mà mình sẽ đọa lạc, mình sẽ lưu chuyển ở đâu đó, rồi một ngày nào đó đủ duyên mình sẽ được vãng sanh. Còn nếu như chúng ta mà thà chết, bác sĩ có nói gì thì nói, khuyên chúng ta cỡ nào chúng ta cũng nghe, chúng ta thà ăn chay mà chết còn hơn ăn mặn mà sống, thì chúng ta có chết đi nữa với cái tâm nguyện như vậy chúng ta sẽ được vãng sanh, đúng không? Cho nên chết đó, nhưng mà được vãng sanh thì quá lệ lạc, có phải không? Còn sống nếu như mà tạo nghiệp rồi tương lai đọa lạc thì làm sao bằng chết mà được được về cực lạc, đúng không? Đó. Cho nên cái người mà tin nhân quả rồi thì sao? Cái người đó thà bỏ thân mạng toàn không làm ác. Rồi cái điều thứ ba là gì? Chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thần khác, vân vân. Người mà có trí tuệ thì người đó chỉ quy y Phật thôi. Mình thường hay đọc có quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, đúng không? Tại vì Phật là bậc trí tuệ viên mãn, đúng không? Chúng ta quy y Phật thì chúng ta không quy y trời thần quỷ vật, đúng không? Còn nhiều người là quy y Phật rồi mà còn đi thầy này bà nọ, đúng không? Thầy pháp, thầy bói, người như vậy là chưa phải là quy y Phật, đúng không? Còn cái người mà đã quy y Phật rồi thì tin vào lời Phật dạy, tin vào nhân quả,
Chúng ta không cần phải đi theo những cái những thầy pháp, những thầy bùa, những thầy bói, chúng ta không cần theo họ làm gì, đúng không? Rồi cái điều thứ tư là gì? Tâm ngay thẳng, thấy biết chân chánh, xa hẳn các sự ngờ vực kiệt thung, đúng không? Người mà không ngu si thì người đó là tâm ngay thẳng, tại vì mình biết rõ, mình thấy đúng về sự thật, cho nên cái tâm mình ngay thẳng, thấy biết chân chánh, đúng không? Thấy biết chân thật, xa hẳn các sự ngờ vực kiệt thung, đúng không? Người mà không ngu si, cái người đó họ tin nhân quả rồi thì tự nhiên họ sẽ không còn nghi ngờ nữa. Còn chúng ta mà ngu si là sao? Bắt đầu chúng ta nghi ngờ. Nếu như chúng ta tu mà bắt đầu gặp cái chuyện gì cả là bắt đầu nghi ngờ, không biết là nhân quả có thiệt hay không, biết Phật nói có đúng hay không nữa. Đâu chúng ta đi đi hỏi người này, đi hỏi người khác, đi đi gặp người này người nọ, người như vậy là nghi ngờ. Còn nếu như chúng ta đã tin nhân quả rồi thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện xấu đến với mình cũng biết đó là nhân quả, mà cái tốt đến với mình cũng là nhân quả, không còn nghi ngờ gì nữa. Rồi điều thứ năm là gì? Thường sanh thân trời người, không rơi vào đường dữ. Không, mình không ngu si thì mình sẽ không tạo nghiệp, không tạo nghiệp ác, mà không tạo nghiệp ác thì mình sẽ không đọa lạc. Cho nên mình thường sanh cõi trời cõi người, còn nếu như chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ về cực lạc, đúng không? Rồi cái điều thứ sáu là gì? Phước tuệ vô lượng, lần lần thêm nhiều, đúng không? Cho nên người mà không ngu si là mình càng tu là phước mình càng tăng, trí tuệ mình nó càng xa, đúng không? Cho nên chúng ta tu là chúng ta người nó thiệt được, vì chúng ta mà biết Phật pháp, chúng ta mà hiểu Phật pháp rồi đó. Ở trong Phật pháp á, chúng ta cầu gì được nấy, muốn gì được nấy, tại vì chúng ta tin nhân quả rồi. Chúng ta muốn được quả gì thì chúng ta gieo nhân đó. Cho nên ở trong Phật pháp mình á, hiểu người mà hiểu Phật pháp rồi á, là người đó là người đại hạnh phúc, người đó là người đại may mắn, đúng không? Người đó là phước tuệ vô lượng, lần lần thêm nhiều. Cho nên chúng ta tu phước chúng ta càng tăng, trí tuệ chúng ta càng sáng, chúng ta càng có hạnh phúc, đúng không? Thân chúng ta càng khỏe, tâm chúng ta càng an, sự nghiệp càng thuận lợi, gia đình càng hạnh phúc, những người xung quanh chúng ta càng được lợi lạc, đúng không? Rồi là cái điều thứ bảy là gì? Xa hẳn đường tà, thực hành thánh đạo, đúng không? Cái người mà không ngu si thì cái người đó sẽ xa hẳn đường tà, không đi theo đường tà nữa, mà thường hành thánh đạo. Thánh đạo đó tức là đạo của bậc thánh, đúng không? Rồi cái điều thứ tám là gì? Chẳng khởi thân kiến, bỏ các nghiệp ác. Cái người mà ngu si là cái người chấp cái thân này là ta này, cho rằng cái thân này là ta này, rồi tạo đủ thứ nghiệp này, vì cái thân này để rồi khi bỏ cái thân này phải đọa lạc này, đời đời kiếp kiếp này. Còn cái người mà có trí tuệ thì cái người đó biết cái thân này là giả, cho nên người đó là chẳng khởi thân kiến, đúng không? Bỏ các nghiệp ác, mà mình biết cái thân này là giả rồi thì tự nhiên mình sẽ không làm ác, không vì cái thân này mà làm ác nữa. Không những mình làm ác mà mình làm thiện, mình dùng cái thân này để mà tu, đúng không? Dùng cái thân này để mà niệm Phật, dùng cái thân này lại Phật, dùng cái thân này làm lợi lạc cho chúng sanh, dùng cái thân này làm việc Phật pháp, dùng cái thân này đi phóng sanh, dùng cái thân này trì chú lăng nghiêm, dùng cái thân này tu hành để mà gì? Để cầu cái thân chân thật, gọi là tá giả tu chơn, đúng không? Mượn cái giả để mà tu cái thật. Còn người thế gian quý vị coi đi, họ toàn là vì cái thân này không, không phải không? Gọi là tiền tài danh lợi cũng vì cái thân này không? Cả đời cực khổ bon chen rồi cũng chẳng qua cũng vì cái thân này mà thôi. Nhưng mà cái thân này một ngày nó bỏ mình rồi, mình đi đâu? Mình ôm theo biết bao nhiêu là nghiệp xuống gặp Diêm Vương, rồi phải đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh chịu khổ đời đời kiếp kiếp, có đáng hay không, đúng không? Cho nên thế gian người mắng hiểu đạo họ họ ngu si, tại vì họ chấp cái thân này là họ. Còn chúng ta là người tu, chúng ta biết rằng cái thân này là giả, thân này là tạm bợ vài chục năm ngắn ngủi thôi, cho nên chúng ta đừng có vì nó mà tạo nghiệp, mà chúng ta phải dùng nó để mà tạo phước, đúng không? Cho nên ngày xưa có hai cái vị đó, một vị thì dùng cái thân này mà tu đến khi chết rồi được sanh về cõi trời. Cho nên cái vị cõi trời này biết ơn cái thân này, cho nên xuống là khi mà cái vị này chết rồi á, là cái vị ở cõi trời đó là xuống rải hoa lấy cái thân này để cảm ơn cái thân này, nhờ cái thân này mà bây giờ mình được về cõi trời.
Còn có một cái vị đó là vì cái thân này mà tạo nghiệp đến cái chết rồi, đọa làm quỷ khổ. Cho nên là mỗi ngày đứng với cái thân này mà oán trách cái thân này. Vì nó mà mình bây giờ mình khổ như vậy, đúng không? Cho nên người tu chúng ta xem nhẹ cái thân này. Rồi cái điều thứ chín là gì? Trụ tri kiến vô ngại, đúng không? Cái người mà không ngu si thì người đó sẽ được thấy biết vô ngại, gọi là tri kiến vô ngại, không có chướng ngại, đúng không? Rồi cái điều cuối cùng là gì? Không bị các nạn. Nạn ở đây nó không phải là gặp nạn, gặp tai nạn là nạn. Nạn ở trong Phật pháp là gì? Nạn ở trong Phật pháp tức là những cái chướng nạn, chướng ngại chúng ta giải thoát, chướng ngại chúng ta tu hành thì gọi là nạn. Ví dụ như Đức Phật ngài nói tám nạn là gì? Thứ nhất là nạn địa ngục này, mình đọa vào địa ngục mình cũng khó tu này. Thứ hai là đọa vào ngạ quỷ này. Thứ ba là đọa vào súc sanh này. Thứ tư là gì? Sanh vào cõi trời trường thọ, đúng không? Mình sanh vào cõi trời trường thọ được gọi là trời ngoại đạo, mình không gặp Phật pháp mình cũng bị chướng ngại, đúng không? Rồi thứ tư là sanh biên địa này. Ví dụ như mình sanh ở cái nơi mà quý vị coi những cái nơi mà biên địa, những cái nơi mà xa xôi hẻo lánh, những cái nơi đó cũng đâu có Phật pháp, đúng không? Mình cũng tu được, đó cũng là nạn, đúng không? Quý vị coi ví dụ những cái vùng mà biên cương, những cái vùng mà xa xôi á, suốt ngày họ chỉ đi biệt săn bắn, đúng không? Rồi họ chỉ biết cái thân này thôi, họ không nghĩ tới đạo, họ không nghĩ tới tu hành, đúng không? Rồi thứ sáu là gì? Thứ sáu là đuôi đĩa câm ngầm, đó cũng là nạn. Ví dụ như mình bây giờ mình mù mình cũng khó tu nữa, điếc cũng đâu nghe pháp được, phải không? Phải không? Mình tu mà bị điếc là bây giờ ngồi ngồi cũng giống như vịt nghe sấm, không nghe gì đâu, phải không? Rồi câm cũng vậy, câm cũng mình muốn nói những cái điều lợi ích cũng đâu có nói được, muốn dùng cái miệng này để mà khuyên người ta tu cũng đâu có nói được. Ngầm cũng gọi là đuôi đĩa câm ngầm, tức là lục căn không đủ cũng chướng ngại đường tu, đúng không? Rồi cái điều thứ bảy là gì? Thể trí biến thông. Mình tu mà mình hiểu biết nhiều quá, hiểu biết chuyện thế gian nhiều quá, mình giỏi quá, gọi là tà trí, thể trí nó thông quá, mình cũng chấp vào đó, mình cũng có khi mình cũng tin Phật pháp. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ họ quá giỏi đi, họ cũng tin Phật pháp, họ tin vào bản thân họ, đó cũng là chướng ngại của người tu chúng ta, gọi là thể trí biến thông. Thể trí, trí thì gọi là tà trí, đúng không? Họ tài giỏi, họ hiểu biết, họ thông đạt, nhưng mà những cái thông đạt của họ là giả, họ không tin Phật pháp thì những cái đó đều là giả hết, không có cái gì là thật hết đó. Gọi là thể trí biến thông. Rồi cái người sinh trước Phật hoặc là sinh sau Phật, đó cũng là nạn của người tu chúng ta. Mình sinh trước khi Phật ra đời thì làm sao chúng ta biết Phật pháp mà tu? Rồi chúng ta sinh vào cái thời mà Phật pháp nó diệt rồi, chúng ta cũng đâu gặp được Phật pháp, đúng không? Đó cũng là cái nạn của người tu. Còn chúng ta may mắn là chúng ta sinh vào cái thời bây giờ chúng ta vẫn còn biết được Phật pháp. Đặc biệt là chúng ta vẫn còn gặp pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta vẫn còn có cơ hội thành tựu. Chúng ta biết được chủ Lăng Nghiêm nữa thì chúng ta càng may mắn hơn nữa, đúng không? Ấy là 10 nếu hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật mau chứng tất cả pháp Phật thần tù thần thông tự tại, đúng không? Người mà ngu si thì nếu như chúng ta mà niệm Phật cầu vãng sanh thì chúng ta sẽ được vãng sanh cực lạc thành Phật. Chúng ta không niệm Phật cầu vãng sanh thì chúng ta cũng được sanh về cõi trời cõi người, đúng không? Và sau khi thành Phật rồi thì chúng ta mau chứng tất cả các pháp của Phật thần tù thần thông tự tại, đúng không? Thì đó chính là 10 cái điều lợi ích của không ngu si, và đó chính là 10 cái điều, 10 cái nghiệp thiền chúng ta đã học xong. Trong này còn một cái, còn thêm một buổi nữa là chúng ta xong cái đề tài này, còn một buổi nói về bố thí nữa thì chúng ta sẽ xong cái đề tài này và chúng ta sẽ chuyển qua cái đề tài khác. Thì giờ này cũng thời gian cũng hết rồi, quá thời gian rồi, nhưng mà nói cho xong luôn thì nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta tu tập tinh tấn nỗ lực đoàn ác tu thiền niệm Phật cầu sanh cực lạc, để khi xả báo thân này rồi tất cả chúng ta đều được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ này mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Tát Đại chứng minh. Chúng con xin tri ân các ngài chư Phật chư Bồ Tát các ngài hộ pháp. Nguyên thả xin tri ân cô giáo và tri ân tất cả quý Phật tử đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.